giả đang nghe chương trình phát thanh buổi sáng của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Sau đây mời quý vị theo dõi bài nói về nhạc sĩ Trần Quang Lộc do Mạc Lâm thực hiện. Nhạc sĩ Trần Quang Lộc sinh năm 1945 tại Quảng Trị. Ông bắt đầu sáng tác vào cuối thập niên 60. Tuyển tập đầu tiên của ông, Hát trong dòng sông xưa, được xuất bản năm 1970. Những tác phẩm nổi tiếng của Trần Quang Lộc như Về đây nghe em còn nhớ Huế không, Có phải em mùa thu Hà Nội, Chợt nghe em hát, vẫn đang được ái mộ mặc dù được sáng tác nhiều năm về trước. Nhạc của ông không bị lệ thuộc thời gian. Ca khúc Có phải em mùa thu Hà Nội tuy được sáng tác vào năm 1972, nhưng người nghe khó phân biệt được nó với những ca khúc về Hà Nội trong thời gian gần đây. Cũng thế, nhạc phẩm Về đây nghe em tuy xuất hiện trước năm 1975, nhưng người nghe hải ngoại gần 40 năm sau vẫn tưởng Trần Quang Lộc sáng tác cho mình. Về đây nghe em, về đây nghe em, về đây mặc áo the, đi quốc mộc, kể chuyện tình bằng lời ca dao, kể chuyện tình bằng hạt lúa mới, kể chuyện tình bằng nồi ngô khoai. Và về đây, nghe lại tiếng xưa, để nhớ trong tiếng vỡ bờ. Về đây nghe em, về đây nghe em, về đây thỏa ước mơ, đi hát dạo, để chào đời bằng hạt sương mai, để bằng lòng ngọt ngào hấp hối, và hận thù người người lắng xuống, và tìm nhau như tìm xót xa, trong lúc lệ đã đầy vơi. Những ca từ hết sức dễ thương này như đi thẳng vào lòng người nghe, với tất cả ngạc nhiên, thích thú. Người con trai thầm thì bên tai cô gái những lời ru buồn nhưng thanh khiết, có khả năng lay động những bức tường kiên cố nhất cản trở bước chân cô. Chàng trai không có gì để trao đổi lại với lời yêu cầu, nhưng cô gái biết rằng, những âm thanh ngập ngừng đứt quãng này phát xuất từ một trái tim rất hồng, đang đập những nhịp điệu yêu thương về cô, người con gái bé nhỏ đang chơi vơi giữa dòng đời lạ lẫm. Người nghe những lời thầm thì này bên ngoài đất nước Việt Nam sẽ nghĩ rằng, từ nơi đất mẹ xa xôi, chàng trai xưa cũ đang cố thuyết phục người yêu làm một cuộc trở về với quê hương thanh tú chứa đầy kỷ niệm. Hình ảnh đôi guốc mộc bình dị là thế, nhưng nó lại có khả năng gây sao động cả một dòng sông ký ức. Người xa quê ai mà không nhớ những hình ảnh chân quê mộc mạc này. Tôi viết khoảng năm 69-70 đó, cái thời điểm đó là cái tại Sài Gòn thì chiến tranh nó đang ở cái học trào đó. Rồi buổi tối ở Sài Gòn lúc đó thì tôi không đi học, đi tới tối thì đi đánh đàn ở mấy cái quán bar, mấy cái club cùng. Thì cái thành phố Sài Gòn rất nghiêm, ban đêm thì chỉ còn lại những người lính giữ kinh của Mỹ. Và mấy cái quán bar thì trong quán thì nó có mấy cô ngũ nữ đó, cà phê đó. Thì đa số thì số anh ban đêm thì mình đi đánh đàn, gặp mấy cái cô sinh viên, rồi tôi trên mặt mình đi riết rồi phục vụ trong cái bar đó. Thì mình là con người Việt Nam, với cái tuổi mình thì lớn á, giờ như là gặp cái nhìn nó, tôi có những cái gì ra trong lòng mà cảm nhận là nó có cái gì đó mà mình không diễn được đó, mình thấy nó có cái gì đó không, thật sự mình cảm nhận là sẽ có một sự mời gọi để quay về vậy, luồng đồng vậy, quê hương, những cái giai đó thì mình viết thành ca khúc Về đây nghe em. Sau đó cái bài hát đó thì cũng được nhiều ca sĩ hát, và không ngờ cái bài đó nó rất nhiều thuận lợi cách nào đó rồi nó thành công, mà mình cứ mãi đến bây giờ thì cái bài hát nó cũng mười mấy năm rồi, nhưng mà nhiều rất nhiều ca sĩ, nhiều thế hệ hát lắm. Thì ra là vậy, ca khúc Về đây đi em có tuổi đời già hơn nhiều người lầm tưởng. Nhạc sĩ Trần Quang Lộc kể lại tiểu sử bài hát được nhiều người yêu thích này khiến vỡ ra rằng, đây không phải là bài hát được sáng tác tại hải ngoại sau khi hàng triệu người bỏ nước ra đi. Vậy mà lạ thay, cái hồn phách của nhạc phẩm này sao chừng như gọi mời người con xa xứ lắm vậy. Chiếc áo the, đôi guốc mộc, nồi khoai, hạt lúa mới, không phải đang gợi lại hình ảnh khó quên trong tâm trí của ta hay sao? Chuyện tình bằng hạt lúa mới,
chuyện tình bằng nồi ngô khoai, mà về đây nghe gọi tiếng xưa để nhớ trong tiếng mơ bờ. Nhạc viện ở nhà quốc gia âm nhạc Sài Gòn về cái môn hợp sáng tác đó. Và tôi thì đi dạy học thôi, tôi dạy chuyên môn về âm nhạc thôi. Bà Rịa Vũng Tàu. Vừa nghe một phần của nhạc phẩm Có Phải Em Mùa Thu Hà Nội, được nhạc sĩ Trần Quang Lộc phổ thơ của thi sĩ Tô Như Châu. Về nhạc phẩm nổi tiếng này, nhạc sĩ cho biết: cái bài hát này là nó trong cái dịp của tôi năm 72, tôi học ở Sài Gòn, tôi về nghỉ hè nhà mình là Đà Nẵng, gia đình ở Đà Nẵng đó. Thì gặp anh Tô Như Châu, anh cho em một cái bài thơ, tên là cái bài Có Phải Em Mùa Thu Hà Nội. Bài thơ nó viết dài lắm, 5-6 trang gì đó. Tôi lấy cái ý của bài thơ và viết lại thành cái bài Có Vẻ Một Hà Nội, thành cái ca khúc đó. Bài này viết trước năm 75,
Hồi đó thì đã được Thái Thanh hát, sau đó thì cũng được phổ biến. Mà đến năm 1993 đó, thì ca khúc này nó được nhiều ca sĩ hát. Nhưng mà trong đó là ca sĩ Thu Phương là được cái giải thưởng, cái bài hát là đầu top 10 đó, trong cái chương trình nhạc top 10 của Sài Gòn. Thì cô là được giải nhất mà kéo dài đã trong một năm như vậy đó. Trần Quang Lộc có đôi mắt xanh nên sớm nhìn ra tài năng của nhà thơ Tô Như Châu cùng những lấp lánh châu báu nằm bên dưới ngôn ngữ của bài thơ. Tháng 8 mùa thu, lá rơi vàng chưa nhỉ. Từ độ người đi, thương nhớ âm thầm. Có phải em là mùa thu Hà Nội, tuổi phong sương ta cũng gắng đi tìm. Có phải em mùa thu xưa. Khi lời thơ được những nốt nhạc tương cảm nâng lên thì bài thơ như chấp cánh. Đôi cánh âm thanh mang lời thơ lượn lờ trong không gian Hà Nội xưa, gây cho người nghe bao nhiêu là cảm hoài. Và nếu được sinh ra từ Hà Nội, không chắc người nghe có cầm được nôn nao khi lá vàng từng chiếc rơi trong nỗi nhớ hay không. Có bóng mùa thu, thức ta lòng son muộn. Một ngày về xuôi, chợt ghé Thăng Long buồn. Có phải em là mùa thu Hà Nội, ngày sang thu anh lót lá em nằm. Bên trời xa, sương tóc bay. Bên trời xa sương tóc bay, câu thơ vang lên như tiếng chuông chiều làm bâng khuâng hoàng hôn. Trời xa làm cho hơi sương mù mịt, hay thời gian mịt mù làm cho tóc bay trong sương chiều lan tỏa. Câu thơ mở ra thật rộng cho người đọc cảm thụ cái vi tế của nó, và tiếng hát của người ca sĩ não nuột hơn, mang Hà Nội lúc xa lúc gần. Cuối cùng nhà thơ an ủi lấy mình như người thợ săn hụt hơi theo đuổi con mồi trong không gian lả tả lá vàng. Thôi thì có em, đời ta hy vọng. Thôi thì có em, sương khói môi mềm. Có phải em là mùa thu Hà Nội, nghe đâu đây lá úa và mi xanh, nghe đâu đây hùng trưng vương sông hát. Có chắc mùa thu lá rơi vàng tiếng gọi, lệ mừng gặp nhau xôn xao phím dương cầm. Có phải em là mùa thu Hà Nội, nghìn năm sau ta níu bóng quay về. Ơi mùa thu của ước mơ. Quý vị vừa theo dõi hai tác phẩm nổi tiếng của nhạc sĩ Trần Quang Lộc, đó là bài Có phải mùa thu Hà Nội và Về đây nghe em. Chúng tôi hy vọng quý vị đã có những giây phút thoải mái cùng với những chi tiết thú vị mà hai tác phẩm này truyền dẫn.